không ai nghĩ là mình vừa mới ra trường xong mà mình sẽ làm một cái chuyên môn khác. Dự án Samsung Thái Nguyên là cái dự án đầu tiên ở Faecon mà mình tham gia, cũng là lần đầu tiên mình nhìn thấy những cái máy rất là to, thấy những cái cọc rất là dài, và thực sự là hồi đó mình cũng chưa biết đó là những cái gì cả. Giây phút buồn nhất chắc là khoảng thời gian đầu tiên em làm việc ở dự án Nghi Sơn 2. Thì khoảng thời gian đấy em chưa thích nghi được với môi trường làm việc, chưa thích nghi được với đồng nghiệp. Và em đang làm việc với một vị thế chủ đầu tư và tụt xuống làm nhà thầu thi công, cho nên em cũng khá là sốc. Ba con người, ba chuyên môn công việc khác nhau. Mắt xích chung duy nhất giữa họ đó là Faecon. Thùy đã từng nhận được những ánh mắt nghi ngại về năng lực khi từ một nhân viên địa kỹ thuật thuộc ban R&D bỗng trở thành người của phòng nhân sự. Nguyễn Quốc Bảo đã từng ngợp trước công trường, trước những cỗ máy khổng lồ của Faecon với kinh nghiệm bằng không. Lưu Nhật Sáng đã từng cảm thấy có chút chạnh lòng vì chỉ là một HSE của một nhà thầu phụ. Ba con người, họ bắt đầu hành trình của mình ở Faecon bằng những tâm thế khác nhau, nhưng điểm chung duy nhất giữa họ là mong muốn được gắn bó và sẵn sàng chấp nhận vượt qua những thử thách, giới hạn của bản thân mình. Khi mà được giao một cái nhiệm vụ gì đấy thì một là mình sẽ chủ động tìm hiểu, đọc các tài liệu. Thứ hai là mình sẽ cũng hỏi những các anh chị trong nghề và hỏi các cấp trên của mình. Cá nhân tôi cũng phải đi học, tự học các khóa đào tạo, đọc rất là nhiều sách về quản trị nhân sự để tự hoàn thiện những cái kiến thức mà cho nó đáp ứng yêu cầu công việc của mình. Mỗi môi trường làm việc là mỗi một cái trải nghiệm, mỗi một cái học hỏi. Với con thì em học được một số điều, đó là mình học được cách điều tiết cảm xúc. Thứ hai là đấy cũng là công ty đầu tiên em làm, bởi vì thế là nhà thầu thi công. Cho nên em cũng học hỏi được nhiều vấn đề, làm thế nào để đóng lỗi một vấn đề thay vì là mình tìm ra vấn đề. Thì ở Faecon em học được cách đóng cái lỗi cái vấn đề đấy. Và cái mục tiêu đầu tiên của mình là làm sao phải thấu hiểu những cái đơn giản nhất mà đập trước mắt mình mà mình chưa hề biết. Coi đây là những cái thách thức giúp mình có thể vượt qua những cái giới hạn của chính bản thân. Và cái việc vượt qua giới hạn đó thì cũng góp phần đóng góp cho tổ chức ở một cái góc độ nào đó. Say mê công việc, nỗ lực học tập, tích lũy kinh nghiệm từ thực tế. Đó là cách để Phạm Thị Thùy, Nguyễn Quốc Bảo và Lưu Nhật Sáng phát triển bản thân mỗi ngày. Trong một tổ chức, các cá nhân xuất sắc góp phần tạo nên một tập thể xuất sắc. Mỗi cá nhân gắn kết và tin tưởng tạo nên một tập thể vững mạnh. Xuất sắc và đoàn kết, đó là nền tảng để chúng ta sẵn sàng cho mọi sự thay đổi. Và một tổ chức muốn thay đổi, phát triển phải bắt đầu từ gốc, đó là ý chí của người dẫn đầu kết hợp với nhận thức và năng lực của nhân viên. Từ cô nhân viên địa kỹ thuật, Phạm Thị Thùy giờ đã là trưởng nhóm phát triển nguồn lực. Từ chàng trai rụt rè trước công trường đầy mới mẻ, Nguyễn Quốc Bảo giờ đã là phó tổng giám đốc, đồng thời là nhân tố cốt cán trong nhiều dự án phát triển nguồn lực cũng như các chiến lược của tập đoàn. Từ chàng trai cô đơn ở Nghi Sơn đã trở thành an toàn viên xuất sắc của dự án hóa dầu Long Sơn, với khả năng tháo gỡ muôn vàn khó khăn cho dự án đầy gian nan này. Cái tên Lưu Nhật Sáng đã trở thành sự an tâm của anh em mỗi ngày ra công trường và là lá bài tín nhiệm trước tổng thầu lẫn chủ đầu tư ở đây. Tổ chức là một cái tập hợp của những cá nhân khác nhau nhưng mà có cùng một mục tiêu chung và mong muốn cho tổ chức phát triển đã, chứ không phải chỉ là có một cái công việc ổn định để mình làm việc và mong muốn phát triển cùng với cả sự phát triển của tổ chức. Và mình sẽ phải có trách nhiệm hơn với chính bản thân cũng như là có trách nhiệm hơn với các cái công việc mà được công ty tin tưởng giao phó. Tin tưởng vào lãnh đạo, mình tin tưởng vào người quản lý trực tiếp của mình. Mình tiến tưởng về hướng đi của tổng công ty, lâu dài, ổn định. Cho nên em quyết định ở lại để học hỏi những kiến thức mà trước đây em chưa có. Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Quốc Bảo, trưởng nhóm phát triển nguồn lực Phạm Thị Thùy hay an toàn viên xuất sắc với 1 triệu giờ an toàn Lưu Nhật Sáng. Họ chưa từng một lần biết tên hay gặp mặt dù trong cùng một tổ chức, nhưng giống như những bánh răng trong cùng một cỗ máy vận hành đã nhắm sẵn mục tiêu, họ vẫn đang miệt mài xoay những vòng xoay của mình để cùng đưa Faecon tới đích đã định. Sự chuyển mình của họ sẽ là sự chuyển mình của Faecon. Bên trong một cỗ máy vận hành
là những cấu kiện đơn lẻ. Muốn cỗ máy tiến lên phía trước, từng bánh răng bên trong phải chuyển động nhịp nhàng theo hướng đã định. Một chi tiết lệch nhịp có thể khiến tốc độ chậm lại, thậm chí phá hủy toàn bộ hệ thống. Bạn và tôi, chúng ta đã và đang là những mắt xích quan trọng trong hệ thống vận hành của Phaecon. Phaecon muốn chuyển mình, tiến lên. Tôi luôn sẵn sàng chuyển mình cùng Phaecon. Còn bạn?